Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin thân ái gửi lời chào đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa đã đến với Hội Thánh của Chúa buổi sáng này để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa đã nói với chúng ta ở trong Thi Thiên đoạn 84 câu 10 cho đến câu số 12 rằng: Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ dữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban phước cho tất cả quý mài cho em, bởi vì quý mài cho em là những người yêu mến siêng diện của Chúa đã đến tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa trong buổi sáng nay. Và Chúa Ngài hứa rằng là Ngài sẽ chẳng từ chối bất cứ một điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa, là người thờ phượng Chúa, chúng ta cũng là một người có tấm lòng ngay thẳng ở trước mặt Ngài. Người thờ phượng Chúa thật thì Chúa Ngài sẽ khiến cho đời sống được thay đổi và sẽ có một tấm lòng ngay thẳng. Và khi chúng ta sống ở trong sự ngay thẳng, ở trong lẽ thật của Chúa, thì Chúa Ngài ban cho chúng ta phước đầy dẫy quý mài cho em. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người được phước. Amen con quý mài cho em. Và mỗi người chúng ta đều được phước như nhau, nhưng mà theo những cách khác nhau. Cảm ơn Chúa. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy thế giới của chúng ta gặp rất là nhiều sóng gió về mặt an ninh và cũng như là về chiến tranh. Thì chúng ta thấy thế giới trong tuần vừa qua cũng đang rơi vào trong cái chỗ khủng hoảng về chiến tranh. Cuộc chiến ở tại Ukraine vẫn chưa đâu vào đâu thì bây giờ lại xuất hiện thêm một cái cuộc chiến nữa. Đó là cuộc chiến vào ngày 7 tháng 10 vừa qua giữa Hamas và Israel. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua thì trong ngày hôm đó đã có 5.000 quả rocket đã bắn vào trong Jerusalem, tức là thủ đô của Israel. Trong vòng 20 phút thôi thì đã khiến cho hơn 1.200 người dân thường thiệt mạng ở tại Jerusalem. Và sau đó thì Thủ tướng Netanyahu của Israel đã tuyên bố chiến tranh đối với lại đạo quân khủng bố Hamas. Và bây giờ thì các nước như là Mỹ và phương Tây đang tìm cách để hỗ trợ cho Israel trước cái cuộc thảm sát của đạo quân khủng bố Hồi giáo. Và bây giờ thì cả thế giới Hồi giáo họ đang liên minh lại với nhau để nghịch lại với Israel. Nếu mà ai đó không có đức tin nơi Kinh Thánh và cũng như không có một cái nhìn thấu đáo ở trong thuộc linh về cái cuộc chiến này đó, thì họ sẽ không hiểu được cái nguồn gốc tại sao mà dân Hồi giáo lại ghét dân Do Thái, tức là dân Israel bây giờ. Nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu cái nguyên nhân đó quý mài cho em, thì chúng ta có thể phải trở ngược lại với lịch sử hơn 5.000 năm về trước. Từ thời của Abraham, ông đã sinh ra Ismael và Isaac. Ismael đó là con của Aga. Isaac là con của Sarah. Và Ismael là tổ phụ của dân Hồi giáo ngày hôm nay. Và trước khi mà Ismael rời khỏi gia đình của Abraham thì lời của Chúa Ngài có nói với lại Ismael qua Aga, đó là cái đứa con này đó nó giống như là cái con lừa rừng. Nó sẽ ở về phía đông và nó sẽ đối địch lại với anh em của mình là dân Israel. Cho nên ngày hôm nay tại sao mà thế giới Hồi giáo luôn luôn chống nghịch lại với Israel? Mình có thể mình không biết tại sao mà cái dân nhỏ bé như vậy đó mà từ Đức Quốc xã, tức là Hitler, cho đến dân Hồi giáo đều ghét dân Do Thái. Thì chúng ta biết rằng là trong thuộc linh đó, dân Do Thái có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Và dân Do Thái có liên hệ đến cái sự sáng thế ký cho đến Khải Huyền luôn quý mài chị. Và hiện tại thì Israel là quốc gia duy nhất ở trên thế giới không có một người ăn mày nào. Đây là một quốc gia rất đặc biệt quý mài chị. Israel không phải là một dân tộc giàu có nhất thế giới, nhưng mà dân Israel là một dân tộc khôn ngoan nhất thế giới.
Ở bất cứ một quốc gia nào cũng có người ăn xin ăn mày hết. Nhưng mà riêng Israel thì không có một người ăn mày. Tôi đã qua châu Âu, tôi lâu lâu tôi vẫn nhìn thấy ở trên đường phố của các nước châu Âu giàu có vẫn có những người ăn xin. Họ làm đủ kiểu để sống hết. Đánh đàn, hát, rồi làm những cái việc khác nhau để mà tồn tại và sinh sống. Nhưng mà riêng Israel thì không có một người Israel nào, gốc Israel nào mà đi ăn xin hết. Và chúng ta thấy rằng là dân này là một dân tuyển, dân đặc biệt. Cho nên ma quỷ là kẻ thù của dân Chúa, chúng nó rất là ghét dân Israel. Và chúng ta ngày hôm nay cũng là dân Israel của Chúa. Ma quỷ nó cũng ghét chúng ta nữa, đúng không quý bà chị? Nhưng mà chúng ta biết rằng là trước khi mà chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra, thì đã có cái lời tiên tri trước của Chúa Giêsu, Ngài nói rằng là các con sẽ nghe về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy thận trọng, đừng bối rối, vì việc này phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên nghịch cùng với dân khác, nước nọ chống đối nước kia, đói kém, động đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Tất cả những điều này chỉ là khởi đầu của các cơn đau, chuyển dạ. Matthew đoạn 24 từ câu 6 cho đến câu số 8, theo bản dịch Kinh Thánh năm 2010. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài đã tiên báo trước rằng là thế giới trong những ngày sau cùng, trước khi mà Chúa Giêsu Ngài trở lại, thì sẽ có những cái tin đồn về chiến tranh, thậm chí là chiến tranh nổ ra nữa quý mài chị em. Và Chúa nói rằng là đừng có bao giờ hoang mang, đừng bối rối, bởi vì cái việc đó nó chắc chắn phải xảy ra, nhưng mà chưa phải là cuối cùng, chưa phải là tận thế. Và tận thế đó là một cái giống như Chúa dùng cái hình ảnh của một cái người phụ nữ đang gọi là chuyển dạ. Ai chúng ta đã từng sinh con chúng ta sẽ biết, không phải là mình 9 tháng 10 ngày là mình đau bụng cái là mình vào trong bệnh viện để mình sinh con đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ đau từng cơn, đau cho đến khi mà đau quặn lên rồi xong nó hết đi. Rồi cứ cơn này đến cơn kia, và càng đến cái gần ngày sinh nở thì cái cơn đau nó sẽ trở nên dữ dội hơn. Thì tận thế cũng vậy quý mà chị em, nó sẽ có nhiều cái cơn đau chuyển dạ như vậy. Và chúng ta thấy được ở trong Khải Huyền có kể chúng ta biết về những cái tai họa tai ương nó sẽ xảy đến ở trên thế giới này. Bởi vì con người cứng lòng và con người phạm tội với Chúa, họ không trở lại ăn năn để thờ phượng Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi. Cho nên Chúa Ngài cho phép những cái điều đó xảy ra. Và ma quỷ nó rất thích thú ở trong cái ngày đó quý mài cha. Bởi vì ma quỷ chính là kẻ cướp, giết và hủy diệt. Nó rất là thích khi mà con người rời xa khỏi Đức Chúa Trời. Nó rất là thích khi mà con người chống Chúa. Và tiếc thay cho thế giới ngày hôm nay có rất là nhiều người thích đi theo ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó luôn cho người ta có sự tự do để ăn chơi, phóng đãng, làm bất cứ cái điều gì mà con người thích. Nhưng mà cái hậu quả để lại đó là cái sự chết đời đời ở trong hồ lửa cùng với ma quỷ. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái chủ đề hôm nay mà tôi muốn chia sẻ cho quý hội thánh. Đó chính là cầu nguyện cho Jerusalem. Chúa Ngài chép ở trong lời của Ngài, sách Thi Thiên đoạn 122 câu 6 cho đến câu 7 như thế này. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem, phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Nguyện sự hòa bình ở trong vách thành ngươi, sự thới thạnh trong các cùng người. Thưa quý mài cho em, lời của Chúa Ngài dùng cái từ đó là hãy, như là một mệnh lệnh để chúng ta phải cầu nguyện cho Jerusalem, cầu nguyện cho sự hòa bình, cầu nguyện cho sự thới thạnh, cho sự thịnh vượng. Và ai cầu nguyện chúc phước cho dân của Chúa thì người đó sẽ được chúc phước. Sáng thế ký đoạn số 12 câu 2 cho đến câu số 3, Chúa Ngài hứa những lời hứa như thế này với Abraham, tổ phụ của dân Israel như thế này. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổ danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài có một cái lời hứa bảo vệ cho dân sự của Chúa rằng là ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi. Bất cứ một dân tộc nào, một quốc gia nào mà chống nghịch lại với dân Israel, tức là tuyển dân của Chúa, chắc chắn dân tộc đó sẽ bị rủa xả. Tại vì lời Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đã nói như vậy. Nhưng mà ai chúc phước cho dân của Chúa
ai hỗ trợ dân của Chúa, ai giúp đỡ cho dân của Chúa, người đó sẽ được phước. Không phải ngẫu nhiên mà Hoa Kỳ trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới ngày hôm nay. Trong suốt hơn 300 năm vừa qua, ở tại Hoa Kỳ, chưa có một quốc gia nào dám đem quân đến xâm lược Hoa Kỳ trong suốt 300 năm vừa qua. Nhưng mà Hoa Kỳ đã hỗ trợ giúp đỡ cho rất là nhiều nước trên thế giới. Thậm chí là sẵn sàng để tham gia chiến tranh để giải cứu cho những dân tộc bị áp bức. Chúng ta thấy rằng là một đất nước khi mà họ hỗ trợ cho dân Israel, đứng cùng phía với Israel, thì đất nước đó được phước. Cho dẫu rằng chúng ta nhìn vào trong tình hình ở tại Hoa Kỳ hiện tại đang có nhiều cái sự lạm phát, rồi có nhiều cái trục trặc về chính trị và kinh tế. Kinh tế bắt đầu có một cái sự lạm phát, đời sống người dân bắt đầu cảm thấy hơi khó khăn hơn trước đây. Nhưng mà chúng ta nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia được phước, bởi vì có Hoa Kỳ hỗ trợ cho dân Israel của Chúa. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta cần phải có một cái thái độ tích cực để chúng ta có thể nhìn thấy cái lẽ thật của Chúa và chúng ta cầu nguyện chúc phước cho dân Israel. Và khi chúng ta chúc phước dân Israel thì chúng ta sẽ được phước, chúng ta sẽ là những người giàu có thịnh vượng. Bởi vì họ cũng là anh chị em của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Amen không anh chị em? Dạ, yeah. Ở trong Galati đoạn số 3. Câu số 6 cho đến câu số 7 lời của Chúa nói thế này: "Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham." Vậy thì những ai có đức tin nơi Chúa Jesus Christ đều là con cháu thật của Abraham cả. Ở trong Roma đoạn số 2 câu 28 cho đến 29 chép rằng là: "Vì người nào chỉ bề ngoài là người Judah, tức là người Israel, nói quý mạng cho em, thì không phải là người Judah, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì, nhưng bề trong là người Judah mới là người Judah. Phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật. Một người Judah như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời." Như vậy thì có người Judah thật và có người Judah giả. Người Judah thật không được đánh giá bởi cái hình thức bên ngoài hoặc là cái phép cắt bì bởi xác thịt, nhưng mà là phép cắt bì ở trong lòng. Một người Judah thật đó là một người có đức tin và lòng tin kính Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống mình, được tái sanh, được thay đổi trong đời sống, người đó mới là người Judah thật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là người Israel hiện tại ở tại Israel, họ không phải là người Judah thật, dẫu rằng có những người họ tin Chúa, đúng không quý mài chen? Nếu mà căn cứ theo lời của Chúa thì chúng thấy rằng là phải là cái người Judah thật kìa, chứ không phải là cái người mà gọi là có dòng dõi là dòng dõi xác thịt theo theo Abraham mà thôi, nhưng mà phải là cái người có đức tin nơi Đức Chúa Trời thì người đó đó mới là người Judah thật. Ở Israel ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái vùng đất đó có người Ả Rập rồi người Hồi giáo sống chung với lại dân Do Thái, và họ sống chung với nhau như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho cái sự hòa bình của Jerusalem? Có phải rằng là Chúa ngài muốn cho chúng ta cầu nguyện chúc phước luôn cho cả những người Ả Rập, cho những người mà Hồi giáo, cho những người ngoại bang đang sống chung với dân Israel ở tại Jerusalem không? Dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện cho họ được cứu rỗi, được tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống mình, điều đó cũng tốt thôi, đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói với tôi một điều rằng là chúng ta phải cầu nguyện cho Jerusalem, bởi vì Jerusalem là vùng đất thánh. Và chúng ta cầu nguyện cho chiến tranh nó đừng bao giờ xảy ra tại vùng đất thánh đó. Và khi mà chiến tranh nó xảy ra ở tại vùng đất thánh đó thì chắc chắn sẽ có máu vô tội sẽ đổ ra. Và máu vô tội mà đổ ra tại Jerusalem thì đó được kể như là một cái sự rủa xả. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho cái sự hòa bình của Jerusalem, tức là chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ngăn chặn tất cả những
cái sự chiến tranh nó xảy ra ở ngay tại vùng đất thánh. Chúng ta thấy rằng là bất cứ cái chỗ nào mà bị đổ huyết vô tội hoặc là có chiến tranh xảy ra, có dân thường thiệt mạng tại đó, thì cái vùng đất đó nó không được phước quý mà chè. Phải rất lâu sau đó cầu nguyện chuộc đất thì cái vùng đất đó nó mới không bị rủa xả mà thôi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho vùng đất thánh của Ngài tại Jerusalem được phước và không bị chiến tranh xảy ra. Nếu có chiến tranh xảy ra thì sẽ có nhiều người đau khổ lắm. Chúng ta chưa nói về cái việc đúng sai, ai phải ai quấy, nhưng mà chúng ta nói về bản chất của chiến tranh thì không ai mong muốn xảy ra hết. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ đất nước Israel không có rơi vào trong cái chỗ chiến tranh và loạn lạc. Bởi vì nếu như vậy thì dân của Chúa sẽ rất là đau khổ. Ở trong Ê-sai đoạn 46 câu số 10, lời của Chúa Ngài phán thế này: từ ban đầu ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thế nào, từ thuở xưa ta đã báo trước việc sẽ đến trong tương lai. Ta phán những gì ta dự định ta sẽ làm cho thành tựu, mọi điều lòng ta vui thích ta sẽ thực hiện cho xong. Vậy thì từ lúc ban đầu thì Chúa Ngài đã báo trước về những cái việc nó sẽ xảy đến ở trong tương lai. Và Chúa biết được những cái sự đang hỗn loạn ở trên thế giới ngày hôm nay, nó cũng đã ở trong cái nhìn của Đức Chúa Trời từ xa xưa rồi. Và chúng ta thấy rằng là cái thế giới của chúng ta ngày hôm nay thực sự phải nói rằng là nó không có sự bình an. Thế giới của chúng ta, bản chất của thế giới của chúng ta nó là bản chất tội lỗi, bản chất sa ngã. Nó không bao giờ có sự bình an hết. Chúng ta nghĩ rằng là cái chiến tranh Ukraine và Nga xảy ra vừa rồi là tự nhiên đúng không? Không đâu. Chúa tỏ cho tôi biết cái đó nó không phải tự nhiên. Rồi chiến tranh giữa Israel với các nước Hồi giáo Ả Rập nó cũng không phải là tự nhiên. Nhưng mà trước khi chiến tranh nó xảy ra thì người ta đã mất rất là nhiều năm để mà người ta ngồi suy tính lên kế hoạch để chiến tranh như thế nào. Rồi trong cái thời gian mà chờ đợi chiến tranh nó nổ ra như vậy đó, thì người ta phải chế tạo súng ống, đạn dược, vũ khí đủ để có thể chiến thắng được cái trận chiến đó. Cho nên bất cứ một cái cuộc chiến tranh nào xảy ra trên thế giới ngày hôm nay, chúng ta nghĩ rằng ô ngẫu nhiên xảy ra. Không đâu. Người ta đã phải tính toán trước rồi. Những người gọi là nguyên thủ quốc gia, người ta có một cái quyết định để mà đưa ra cái chiến tranh là người ta đã phải nhắm rằng là người ta có bao nhiêu quân nè, rồi bao nhiêu súng đạn nè. Như vậy thì cái cuộc chiến càng dài thì cái người tổng thống đó phải chuẩn bị cho đất nước mình có đủ quân lực và cũng như có đủ súng đạn để có thể chiến thắng được cái trận chiến đó. Như vậy thì trong những cái năm mà ông ấy chuẩn bị súng đạn như vậy thì những năm đó người ta nghĩ rằng là hòa bình đúng không? Ồ, trước khi mà chiến tranh Ukraine xảy ra mình nghĩ ô thế giới hòa bình. Nhưng mà thật ra không phải đâu. Người ta đang âm thầm, người ta đang sản xuất súng đạn rất là nhiều. Cho nên Chúa dạy tôi một điều rằng là cái điều hòa bình, những cái gì bình an mà ngày hôm nay con nhìn thấy ở tại khu vực châu Á, khu vực Đông Nam Á của chúng ta hay là tại Việt Nam của chúng ta, chưa chắc gì đó là cái sự hòa bình thật. Người ta ngấm ngầm, âm mưu một cái gì đó mình không biết được đúng không ạ? Đến khi mà việc nó xảy ra, nó bắt đầu chiến tranh. Thật ra thì đã có những cái sự sắp đặt hết rồi, quý mà chè. Nhưng mà Chúa Ngài nhìn thấy trước tương lai và Ngài biết được những điều đó. Và Chúa Ngài nói trước sẽ có những cái tin đồn về chiến tranh, sẽ có những cái cuộc chiến tranh nó sẽ làm cho đời sống của người dân ở nhiều nơi trên thế giới này sẽ gặp khó khăn và thiếu thốn. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ để cho mình rơi vào trong cái sự sợ hãi và bối rối. Bởi vì vương quốc của chúng ta không phải thuộc về hải giới, nhưng mà vương quốc của chúng ta thuộc về thiên đàng. Là con cái Chúa chúng ta có một vương quốc không rúng động. Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta. Là con cái Chúa chúng ta dù sống ở quốc gia nào, chúng ta vẫn phải thuần phục theo luật pháp của quốc gia đó. Thậm chí nếu có xảy ra chiến tranh thì chúng ta cũng phải đứng cùng phía với chính phủ của chúng ta để hỗ trợ cho cuộc chiến đó.
Và chúng ta trên hết chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Ngài giảm thiểu cái thiệt hại về nhân mạng cũng như là về những cái cơ sở vật chất ở trong cái cuộc chiến đó, để nó giảm thiểu đến cái mức tối thiểu nhất. Đó là cơ đốc nhân chúng ta cần phải khôn ngoan, chúng ta cầu nguyện cho đất nước của mình, cho dân tộc của mình. Giả sử trong một cái thời thế mình không biết trước tương lai như thế nào hết, và chúng ta biết rằng là thế giới ngày hôm nay là một cái thế giới của sự liên minh, không có một quốc gia nào mà đứng riêng lẻ độc lập hết. Nếu anh không đứng cùng phía với Mỹ, anh chắc chắn anh phải đứng cùng phía với lại Nga và Trung Quốc. Vậy thôi. Chúng ta thấy rằng là ngay cả Hồi giáo, mình tưởng là nó đơn lẻ độc lập đó, chứ thực ra là có cái sự liên minh hết. Và Việt Nam của chúng ta, mình cũng không biết trước được tương lai, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện từ hôm nay. Quý mài chèm, tôi cảm nhận ở trong thuộc linh của tôi, các lực lượng quân đội ở trên thế giới ngày hôm nay họ đang rất là lo lắng, rất là căng thẳng. Bởi vì sao vậy? Tại vì khi mà chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra thì đất nước của họ chưa chắc gì đứng ngoài vòng cuộc chiến. Tất cả những quốc gia trên thế giới này đều sẽ bị lôi vào trong cái cuộc chiến tranh thế giới đó. Và nếu chiến tranh xảy ra thì sao quý mài chị em? Người dân khổ đúng không? Con cái Chúa mình có khổ không? Khổ chứ đúng không ạ? Nếu mà chiến tranh thế giới xảy ra thì có ba thứ quan trọng nhất. Tôi nói có ba cái điều quan trọng nhất. Tôi chưa nói về thuộc linh nha, trong thuộc thể thôi. Ba cái điều quan trọng nhất nếu chiến tranh xảy ra. Thứ nhất đó là vàng. Thứ hai đó là lương thực. Và thứ ba đó là thuốc men. Ba cái thứ này là điều quan trọng nhất. Còn nhà cửa, đất đai, xe cộ không có giá trị gì hết. Những ai chúng ta sống ở trong thời điểm năm 1975 chúng ta sẽ hiểu. Đó là có những cái ngôi nhà ngói cũng như nhà tranh như nhau hết. Đều là con số 0, không ai thèm mua hết. Nhưng mà nhà nào mà có mái tôn á thì nhà đó có giá trị. Tại sao vậy? Tại vì người ta gỡ mái tôn ra, người ta bán còn có tiền. Chứ còn thời chiến tranh người ta lấy nhà đất làm cái gì? Người ta chỉ có cái gì bán cái đó. Có mái tôn bán được, người ta sẽ bán. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi chiến tranh xảy ra thì tất cả mọi thứ, tiền bạc, của cải, tài sản, đất đai là không có giá trị. Chỉ có một cái có giá trị thôi, đó là vàng. Cho nên thời điểm này là thời điểm mà chúng ta không nên bán vàng. Chúng ta cần phải tích trữ. Tôi nói thật ở đây, trong cái sự dẫn dắt của Chúa, không nên bán vàng. Dù là có 5 chỉ cũng phải giữ cái điều đó. Bởi vì chúng ta không biết trước tương lai. Và một trong những cái hy vọng của thế giới ngày hôm nay trước cái sự khủng hoảng về chiến tranh, đó chính là chúng ta cần phải cầu nguyện cho dân Israel. Chúa tỏ với tôi rằng chúng ta cần phải cầu nguyện để cái cuộc chiến này nó sẽ được ngưng lại theo cách của Chúa. Và ma quỷ nó cũng biết được cái tâm lý này của nhân loại, cho nên nó cũng có cách của nó để ngưng cái cuộc chiến này. Và cái cách của Chúa đó thì khác với cách ma quỷ. Cách của Chúa đó là Ngài khiến cho tấm lòng của những kẻ ghét Israel hạ xuống. Nhưng mà cái cách của ma quỷ đó chính là nó sẽ giấy cái người của nó lên để dàn xếp cho cái cuộc chiến này nó được tạm thời lắng xuống. Và thế giới sẽ thấy rằng là cái người này thật sự là cái người có tài, có thể dàn xếp được cái cuộc chiến ở tại Israel. Và người ta bắt đầu tôn sùng cái người đó. Người ta bắt đầu tôn thờ cái người này. Và cái người này càng có thêm nhiều quyền lực. Và người này sẽ khiến cho mọi người trên thế giới này sẽ quỳ xuống để mà thờ phượng mình. Và ai không thờ phượng mình, người đó sẽ bị giết, bị chém đầu, bị xử tử. Ở trong Khải Huyền có nói trước về cái điều này. Khải Huyền đoạn số 13 câu 11 cho đến câu số 18.
Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó làm ra trước mặt con thú, và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào từ con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tội mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan. Kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số nó là 666. Ở đây Kinh Thánh nói trước với chúng ta rằng là sẽ có một người được ví như là con thú, và cái người này có một cái quyền hành, có một cái quyền lực, cũng như là có cái quyền phép để khiến cho một cái chính thể nào đó được sống lại, và cái chính thể đó sẽ trao thêm quyền lực cho cái người này, tức là con thú. Và thế là chúng ta càng có thêm quyền lực ở trên thế giới này, và bắt mọi người ở trên thế giới, từ châu Phi cho đến châu Á, từ châu Âu cho đến châu Mỹ, từ châu Úc cho đến châu Đại Dương, tất cả mọi nơi đều phải thuần phục cái người này. Và cái người này lúc đó sẽ có một cái thế lực, có một cái sức mạnh rất là lớn ở trong tay. Và nếu ai không chịu thuận phục, không chịu nhận lấy cái số hoặc là cái tên của cái người này, thì không thể mua bán hoặc là kinh doanh, không thể mua thức ăn, không thể mua được thực phẩm. Quý vị thấy khủng khiếp không? Nếu không có cái số của người đó, tức là không chịu thuận phục người đó, thì sẽ không thể đi ra siêu thị để mà mua dù là mấy ký gạo chăng nữa. Và trong suốt 7 năm, mà cái người này thống trị, thì trên toàn thế giới, tôi không nói riêng Việt Nam đâu, trên toàn thế giới, tức là bên Mỹ cũng vậy nữa quý vị. Như vậy thì quý vị thấy rằng là Antichrist này có một cái sức mạnh rất là khủng khiếp. Dân Mỹ sẽ không bao giờ có thể hình dung được rằng là sẽ có một ngày mà mình muốn đi đâu làm cái gì cũng đều phải có cái dấu của cái người đó. Dân Mỹ sẽ không bao giờ hình dung được rằng là nếu mà tôi đọc Kinh Thánh hoặc là tôi thờ phượng Chúa mà không thờ phượng cái người đó, không thờ phượng cái con thú đó, thì tôi sẽ bị chém đầu hoặc là tôi sẽ bị mời lên phường làm việc. Wow, ở thế giới tự do phương Tây họ không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện đó. Cái quyền tự do cá nhân rất là cao. Nhưng mà Kinh Thánh nói trước rằng là sẽ có một thời điểm mà mọi người trên đất này sẽ không có quyền tự do nữa. Làm cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, ở đâu, sinh hoạt gì đều bị kiểm soát hết. Và phải do cái con thú đó, tức là Antichrist đó, cái kẻ chống nghịch lại với Chúa đó, nó cho phép thì mình mới lại được làm. Wow, khủng khiếp quá. Ở trong đoạn 9 của sách Daniel có nói trước như thế này. Đoạn 9 câu số 27: người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ trai dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ cho nên bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh có báo trước cho chúng ta biết được rằng là cái người này, tức là cái Antichrist, kẻ dàn xếp cho cái sự hòa bình ở tại Trung Đông Israel, cái người đó sẽ có thể lập một cái giao ước hòa bình giữa Israel và khối Hồi giáo ở tại Trung Đông trong một tuần lễ. Một tuần lễ có bao nhiêu ngày quý mà chị em? Có 7 ngày đúng không ạ? Và đây là hình bóng cho 7 năm hòa bình mà Antichrist có thể khiến cho dân của Chúa ký kết với lại dân Hồi giáo. Và khi hòa bình này được ký kết trong 7 năm, thì trong 3 năm rưỡi, tức là giữa tuần á, trong 3 năm rưỡi đó, từ giai đoạn đầu cho đến giữa cái giao ước đó, thì dân Israel họ sẽ được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời và dâng cuộc tế lễ cho Chúa ở ngay tại cái đền thờ đá tảng, tức là cái đền thờ núi đền á, ở tại Jerusalem. Và theo như hiện tại, bây giờ nè, chúng ta đang ở trong năm 2023,
thì cái đền thờ đó là đền thờ Hồi giáo. Cái đền thờ núi đền đó quý vị là đền thờ của người Hồi giáo xây nên. Họ xây ngay trên cái tảng đá mà dân Israel ngày xưa họ nói rằng là đây là cái chỗ mà Abraham đã từng dâng Isaac. Họ xây, quý vị thấy không, dân Hồi giáo họ đã xây một cái đền thờ ngay trên cái vị trí của Abraham dâng Isaac. Tại vì dân Hồi giáo họ cũng nói rằng là Abraham cũng là tổ phụ của tôi. Mà bây giờ dân Hồi giáo họ xây cái đền thờ đó, quý vị nghĩ rằng là họ có thể dễ dàng để trả lại cái đền thờ đó cho dân Israel để thờ phượng Đức Chúa Trời không? Dễ dàng không? Không. Phải có chiến tranh đó mới trả. Nhưng mà Antiris đã có thể lập giao ước. Antiris đã có thể thỏa thuận với dân Hồi giáo rằng là phải trả lại cái vùng đất thánh đó cho dân Israel. Thì mọi chuyện nó sẽ được tốt đẹp, thế giới sẽ bình an, hòa bình. Cách đây 2 ngày trước thì tôi đọc ở trên báo Việt Nam thì có một nhân vật đã tuyên bố rằng là tôi dàn xếp hòa bình ở tại khu vực Trung Đông. Tôi có thể nói với dân Hồi giáo không gây chiến tranh đối với dân Israel nữa. Và chiến tranh sẽ kết thúc nếu mà tôi can thiệp vào trong việc này. Quý vị thấy không? Có một nhân vật họ dám nói như vậy đó. Ông ấy có thể đứng ra và có thể dàn xếp được cái sự chiến tranh ở tại Israel. Ông chỉ cần nói một tiếng thôi là dân Hồi giáo nó lập tức nó rút về và nó sẽ làm răm rắp theo như lời của cái người đó. Và cái người này có thể tự tin như vậy. Cho nên những gì Kinh Thánh đã nói trước đây nó đều xảy ra hết quý mà chè. Và chúng ta không biết trước được là Antiris thật sự là ai. Chúng ta không biết Antiris là ai hết. Có người trước đây đã từng dự đoán Antiris là Đức Giáo Hoàng ha. Rồi có người dự đoán là Antiris là Donald Trump hoặc là Obama gì đó, Barack Obama. Rồi người này người kia. Nhưng mà theo như cái hiểu của tôi đó quý vị, thì Antiris nó là một con thú. Kinh Thánh dùng cái từ con thú đó để chúng ta hiểu rằng là cái người này là người không dễ bị thuyết phục. Cái người này là một cái người có cái tính tình rất là hoang dã. Quý vị phải hiểu lời của Chúa dùng cái từ con thú ám chỉ cho Antiris. Đó là một con người có cái tính rất là hoang dã. Ai nói cũng không nghe hết á. Quý vị có thấy một cái con thú hoang chưa? Nó khi mà nó ra khỏi khu vực của nó sống là nó hút người này, nó hút người kia. Đấy, quý vị thấy trên Facebook có những cái clip mà những con thú hoang đó nó hút người này hút người kia, không ai kiềm chế được nó hết. Thì Antiris nó là một kẻ giống như vậy đó. Cứng đầu lắm. Và Antiris là một kẻ độc tài. Dùng cái từ độc tài là sao? Bởi vì nó nghĩ sao nó làm như vậy. Cái con thú được thuần phục nó khác với cái con thú mà hoang dã. Và khi Antiris nó nắm quyền đó quý vị, thì nó sẽ làm theo ý của nó. Nó cho rằng nó là Đức Chúa Trời. Và ma quỷ, tà linh ma quỷ ở trong cái người đó. Và khiến cho người đó có khả năng để làm những phép lạ dấu kỳ, lừa dối nhiều người trên đất này. Chúng ta không biết được Antiris là ai. Nhưng mà đó là một nhân vật có thật. Và sắp sửa đây thế giới của chúng ta sẽ được nhìn thấy được chân tướng người đó là ai. Và chắc chắn người đó là một người cực kỳ ghét Chúa. Và người đó không ra từ Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia tin kính Chúa. Hơn 64% người dân Hoa Kỳ là người tin nhận Chúa Giêsu Christ là của Chúa đời sống mình. Tức là tôi ra đường thì trong 100 người thì trong đó 64 người, 60 mấy người là người tin Chúa. Cho nên không bao giờ có cái chuyện Antiris nó ra từ Hoa Kỳ cả, hoặc là ra từ châu Âu. Nhưng mà Antiris nó sẽ xuất hiện ở trong những vùng đất khác, là những vùng đất rất là ghét Chúa. Nhắc đến Chúa là mắt nó trợn xuôi trợn ngược liền. Nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ là nó dẹp liền. Đó là Antiris. Nó nói Chúa nào, tao mới là Chúa đây. Kẻ đó mới là Antiris đó quý mà chị. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận và chúng ta hãy khôn ngoan cầu nguyện để chúng ta biết được cái thời giờ mà chúng ta đang sống nó đang ở trong giai đoạn nào. Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa họ chỉ muốn nghe những cái tin lành thịnh vượng hoặc là những cái gì đó được phước,
Mà họ không biết rằng là mình đang sống gần đến cái ngày mà kết thúc của nhân loại. Chúng ta đang sống ở trong những ngày cuối cùng rồi. Chúa Giêsu sắp sửa trở lại rồi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là ôi cuộc đời mình còn dài thời gian, Chúa trở lại lâu lắm. Bây giờ mình cứ lo sắm sửa cái này, đầu tư cái kia, rồi mình cứ chơi cho nó hết ngày hết giờ. Nhưng mà không biết trước rằng là ngày mai có thể là ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Hoặc là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng cuộc đời của mình. Chúa có thể trở lại một cái cá nhân trong đời sống của mình. Nhờ do đó quý mà cha em ơi, hãy cầu nguyện cho chính mình và cũng như cầu nguyện cho dân của Chúa, dân Israel. Và hãy cầu nguyện cho hội thánh của Chúa nữa quý mà cha em, bởi vì hội thánh của Chúa cũng là Israel thuộc linh. Đúng không ạ? Chúng ta là tuyển dân thuộc linh của Chúa. Bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ, chúng ta có chung một dòng huyết, đó là huyết của Chúa Giêsu đang chảy ở trong tâm linh của chúng ta. Tại sao cả thế giới, trong đó có tín hữu Việt Nam, đã và đang hướng lòng về Chúa để mà cầu nguyện khẩn thiết cho dân Israel? Có quan niệm cho rằng là Đức Chúa Trời Ngài đã bỏ dân của Ngài rồi, tức là dân Israel thuộc thể đó. Ồ, dân Israel thuộc thể ngày xưa họ đã từng giết Chúa Giêsu nè, cho nên họ bị rủa xả. Và hơn 6 triệu người Do Thái đã bị chết ở trong chiến tranh thế giới lần thứ hai vừa rồi bởi bàn tay của Hitler, Đức Quốc xã. Hơn 6 triệu người Do Thái chết ở trong một cuộc chiến tranh. Quý vị thấy không? Khi mà cái thời kỳ mà gọi là tội ác nó lên ngôi đó quý vị. 6 triệu người, 6 triệu mạng người chết trong vòng 7 nốt nhạc thôi. Chứ đừng nói chi là một mạng người. Cho nên nếu mà cái thời điểm gian ác mở lên ngôi đó quý vị, nó coi mạng con người mình không là cái gì hết á. Mình có con, mình chăm sóc cho con của mình đó, khổ lắm đúng không? Từ lúc đẻ ra cho đến khi mà nó bắt đầu nó chập chững, nó biết bước đi, rồi nó lớn lên, nó đi học, nó thành tài. Mình thấy ô, thời gian đó phải nói là rất là nhiều công sức bỏ ra để chăm sóc cho một con người. Nhưng mà khi chiến tranh nó xảy ra đó quý vị, chỉ cần một cái bùm, tất cả mọi công sức chăm sóc từ khi mà đẻ ra cho đến khi mà lớn lên đều trở thành tro bụi hết. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho chiến tranh đừng xảy ra, đừng lan rộng ở trên thế giới ngày hôm nay. Là con cái Chúa, chúng ta cần phải ưa thích cái sự hòa thuận. Đừng bao giờ cổ vũ cho chiến tranh. Dù rằng là chúng ta biết rằng là cái cuộc chiến đó là cuộc chiến phi nghĩa. Và đừng bao giờ hỗ trợ, đừng bao giờ ủng hộ cho cái ác. Để chúng ta cổ suý cho cái ác. Ồ, giết người đi, đúng rồi, tụi nó đáng chết lắm. Đừng có bao giờ như vậy quý mài cho em. Bởi vì cái hành động đó, cái thái độ đó là đến từ ma quỷ. Ma quỷ nó rất thích nhìn thấy cảnh đổ máu, nhìn thấy cái cảnh người này người kia chết, nhà tan nát cửa. Nhưng mà là con cái Chúa, chúng ta cần phải có tấm lòng yêu thương và thương xót. Cho dù mình thấy dân Hồi giáo họ là kẻ đáng chết đó, bởi vì họ giết dân của Chúa, nhưng mà khi mình nhìn thấy cảnh như vậy mình cũng cảm thấy rất là đau xót, đúng không quý mà cha? Bởi vì cũng là mạng người mà. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ngày ban bình an trên Israel và trên toàn thể thế giới của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 11 câu số 1, lời của Chúa qua Phaolô đã nói như thế này: Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Tôi xin đọc hết cái phân đoạn này để chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài không bao giờ dập bỏ dân Israel cả. Vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy, vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng: Lạy Chúa, họ đã giết dân Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước bạn. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là dân Israel họ cứng lòng, họ không chấp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống mình. Nhưng mà không phải tất cả họ như vậy, cũng có một số người được lựa chọn bởi ân điển của Chúa.
cũng có một số người Israel còn sót lại, họ tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống mình. Rồi câu 11 chép như thế này: tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoài, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém xúc họ đã làm giàu cho dân ngoài, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoài, bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoài, tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi và để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Như vậy thì chúng ta thấy được những lời ở đây. Chúa nói rằng là dân của Chúa dường như là bị vấp chân như vậy đó, té xuống như vậy trong thuộc linh đó, không tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Đó là để cho cái sự cứu rỗi của Chúa Jesus đến với dân ngoài là chúng ta. Nếu dân Israel từ lúc ban đầu họ vẫn cứ yêu mến Đức Chúa Trời, họ tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, họ bước đi trong đường lối kính sợ Chúa từ ban đầu cho đến bây giờ đó quý vị, thì có lẽ tôi và chúng ta là người Việt Nam không bao giờ được cứu. Nhưng mà Chúa có chương trình của Chúa. Đó là dân Israel họ bị vấp chân như vậy đó, họ khước từ Chúa, khước từ cái sự cứu rỗi của Ngài, thì để cho cái sự cứu rỗi của Chúa đến với dân ngoài. Mà Kinh Thánh nói rằng là tội lỗi của dân Israel thì đã làm giàu cho thế gian, sự kém xúc của họ đã làm giàu cho dân ngoài. Rồi gì nữa? Câu 15: nếu có sự dứt bỏ họ ra, tức là Chúa Ngài dường như là Ngài không có cứu dân Israel trong phần thuộc thể, là bởi vì cớ họ đã khước từ Chúa Giêsu đó, thì cái sự dứt bỏ đó đã làm cho thiên hạ được hòa thuận. Thì sau này nếu mà cái sự trở lại của dân Israel ở trong ân điển, tức là dân Israel họ quay trở lại, họ thờ phượng Chúa Giêsu, họ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa, là đấng Mêsia của họ, thì lúc đó sẽ là sự sống lại từ trong cái chết. Mà cái sự sống lại từ trong cái chết này đó chính là cái sự tái lâm của Chúa Giêsu đây. Tôi biết rằng là cái điều này chia sẻ ra thì có một số anh chị em, những người mới tin Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy khó hiểu. Hoặc là những ai chúng ta chưa có nghiên cứu Kinh Thánh kỹ lưỡng trước đây đó, chúng ta sẽ cảm thấy những cái điều này nó hơi cao vời với chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng hiểu. Bởi vì khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh và chúng ta sẽ cảm thấy dễ dàng để hiểu hơn. Những cái điều này nó giống như là thức ăn cứng vậy đó quý vị. Nó không phải là sữa nữa, nhưng mà là thức ăn đặc. Và khi chúng ta có thể ăn được thức ăn đặc thì chúng ta sẽ mau trưởng thành, có một sự trưởng thành, thành nhân ở trong tâm linh của chúng ta hơn. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà dân Israel họ trở lại trong ân điển, tức là tin nhận Chúa Jesus Christ, thì lúc đó Chúa Jesus sẽ tái lâm. Mà cái điều gì khiến cho dân của Chúa trở lại với Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình? Ngày hôm nay dân Israel họ vẫn chưa chấp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa của họ, làm đấng Mêsia của họ, là bởi vì cớ họ không nhìn thấy được những cái lời tiên tri đã ứng nghiệm ở trong Chúa Jesus như thế nào. Họ không tin Chúa Jesus bởi vì cớ họ thấy Chúa Giêsu chỉ là một con người bình thường thôi. Họ công nhận Chúa Giêsu là một tiên tri đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu không phải là Mêsia. Nhưng mà cho đến khi dân Israel họ nhìn thấy 7 kỳ lễ quan trọng ở trong lịch sử của dân tộc họ được ứng nghiệm, thì họ mới công nhận rằng là Chúa Giêsu quả thật là đấng Mêsia. 7 kỳ lễ quan trọng đó chính là lễ vượt qua, lễ giữ bánh không men, rồi lễ lều tạm, lễ thổi kèn, lễ chuộc tội. Đấy, có những cái lễ như vậy đó quý ông bà chị em. Thì khi những cái lễ đó được ứng nghiệm ở trong Chúa Jesus Christ, thì họ sẽ được mở mắt ra và nhìn thấy rằng là quả thật Chúa Jesus là đấng Mêsia. Về những cái điều này thì có lẽ tôi sẽ dành thời gian sau này nhiều hơn để chia sẻ cho quý vị, bởi vì nó thuộc về lai thế học. Lai thế học tức là những cái điều liên quan đến cái sự tái lâm của Chúa Jesus Christ, chia sẻ rất là lâu, có thể trong cả tháng để mà tỉ mỉ từng chi tiết. Nhưng mà là con cái Chúa,
Bình thường thì chúng ta chỉ cần biết một điều rằng là chúng ta đang sống ở trong những ngày của sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Chúa Jesus ngài cho chúng ta thấy được có những cái dấu hiệu nó xảy ra. Và những cái dấu hiệu đó được ghi chép ở trong Matthew đoạn số 24. Và bây giờ chúng ta đã thấy được những dấu hiệu đó nó xảy ra rất là nhiều, đúng không ạ? Đói kém, thiên tai, động đất, sóng thần, rồi chiến tranh, dịch lệ xảy ra rất là nhiều. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho Israel và cầu nguyện cho tình hình thế giới. Bởi vì Chúa ngài định cho dân của Chúa là người tin Chúa, chúng ta phải là muối của đất và là ánh sáng của thế gian này. Amen. Thế giới càng hỗn loạn, càng tuyệt vọng, càng chao đảo như thế nào chăng nữa thì chúng ta cần phải được tỏa sáng ra cho thế giới tối tăm đang tuyệt vọng. Họ biết được cái niềm hy vọng ở trong Chúa Jesus Christ là thế nào. Thế giới càng khủng hoảng, càng rối loạn, càng bất ổn thế nào thì họ càng cần của Chúa Giêsu. Xin Chúa ngài dứt giấy chúng ta lên để chúng ta tiếp tục rao giảng về một tin lành của sự bình an thật sự ở trong Chúa Giêsu Christ cho cả nhân loại này. Để họ thấy rằng là cái giải pháp cho mọi nan đề trên thế giới ngày hôm nay nó không phải nằm ở chính trị, hoặc là nằm ở kinh tế, hoặc là nằm ở cái khoa học, hoặc là cái kiến thức của con người. Nhưng mà nó nằm ở chỗ đó là mình phải xưng nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình và trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ thấy được mọi nan đề trên thế giới này sẽ được giải quyết. Bởi vì tội lỗi của con người sẽ được giải quyết khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Cái nan đề lớn nhất của nhân loại ngày hôm nay đó là tội lỗi. Hai từ thôi quý mà cho em, đó là tội lỗi. Dù là tổng thống ở nước nào đi chăng nữa thì người tổng thống đó vẫn là một tội nhân ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tổng thống đó có ở một đất nước hùng cường bậc nhất thế giới như là Hoa Kỳ, hoặc là ở châu Âu, hoặc là ở châu Á, thì người tổng thống đó vẫn cần có sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và nếu tội lỗi không được giải quyết ở trong con người thì con người cứ mãi vật lộn ở trong những cái sự đau khổ về chiến tranh, đói kém, dịch lệ, thiên tai. Chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta thấy rằng là lúc ban đầu Chúa không dựng nên bão tố, Chúa không dựng nên đói kém, Chúa không dựng nên dịch lệ, Chúa không dựng nên những cái sự chiến tranh, đúng không? Nhưng mà từ khi con người phạm tội, Adam và Eva phạm tội thì bắt đầu tội lỗi đi vào trong thế gian và bắt đầu có sự chết. Sự chết nó bao gồm luôn cả chiến tranh, dịch lệ, đói kém, bão tố, sóng thần, thiên tai, động đất tùm lum hết ở trong đó. Cho nên khi vấn đề tội lỗi của con người chúng ta được giải quyết đó quý vị, thì thế giới của chúng ta mới có hy vọng để được bình an mà thôi. Còn nếu thế giới này mà không có Đức Chúa Trời, người ta khước từ Đức Chúa Trời ra khỏi thế giới này, thì thế giới này nó chỉ có sự bình an tạm thời mà thôi. Tức là sao? Chúng ta cứ giả vờ giống như là không có gì, chuyện gì nghiêm trọng hết mà nay đây sống, nhưng mà đi mà quẹt một chút thôi là bắt đầu có chuyện xảy ra đó, xuống xe là bắt đầu sân si liền. Nếu mà tội lỗi không được giải quyết á, thì những cái cuộc tranh chấp đất đai đó nó sẽ cứ xảy ra triền miên. Gia đình thậm chí là anh em chị em chém giết với nhau chỉ vì một tấc đất thôi. Đó là tội lỗi đó quý mời cho em, tham lam. Và ngày hôm nay đó, cuộc chiến ở trên thế giới ngày hôm nay, những cuộc chiến của thế giới ngày hôm nay cũng chỉ là bởi vì tranh chấp đất đai. Nhà tôi nói lại nha quý vị nghe, cái nguyên nhân khiến cho chiến tranh thế giới ngày hôm nay xảy ra đó là bởi vì người ta tranh chấp đất đai. Giống y như là cái chuyện mà tranh chấp đất đai ngày hôm nay chúng ta thấy ở trong phường, trong xã vậy thôi. Đấy, Ukraine với Nga cứ tranh chấp đất đai vậy đấy. Một tấc đất họ cũng không chịu chừa cho nhau, đúng không? Rồi ở tại Israel cũng vậy, Hồi giáo nó tìm cách nó lấy đất của Israel, Israel phải bảo vệ đất của tổ phụ mình, cũng là tranh chấp đất đai thôi. Mình thấy nó lớn, nó khó hiểu vậy chứ thật ra thì nó cũng đơn giản, dễ hiểu lắm, đúng không ạ? Từ thằng lớn cho tới thằng nhỏ, từ quốc tế cho đến chuyện phường xã nó cũng như nhau thôi, nó không có gì gọi là rắc rối phức tạp hết. Tranh chấp đất đai với nhau bởi vì có lòng tham, cái sự không rõ ràng minh bạch, cho nên khiến cho con người cứ mãi đấu
đấu đá với nhau để tranh giành đất đai. Cho nên khi con người chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời thì mọi chuyện nó sẽ được giải quyết. Chúa sẽ có cách để tháo gỡ những cái ngòi nổ của những cái thùng thuốc súng ở trên thế giới này. Và chúng ta cũng đừng có mong rằng là tôi ở Việt Nam tôi sẽ thảnh thơi, tôi sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái chiến tranh thế giới nếu mà xảy ra ở đâu đó bên Ukraine hoặc là bên Israel hoặc là bên Trung Đông. Thôi tôi cứ sống thảnh thơi, không bị ảnh hưởng. Không có đâu quý mài chứ. Giá xăng dầu sẽ leo thang, giá vàng sẽ leo thang, thực phẩm cũng sẽ trở nên khan hiếm hơn. Bởi vì thế giới ngày hôm nay không còn là đơn lẻ nữa quý mài chị em, nhưng mà là một thế giới của sự đa cực, của nhiều cái sự liên hệ liên kết với nhau. Đồng tiền nó lên xuống, nó lên giá hay là mất giá cũng là do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới. Mình sung sướng hay là đói khổ là cũng do thế giới nó sung sướng hay đói khổ. Thế giới mà đói khổ thì mình sẽ khổ ghê hơn nữa. Thằng Mỹ với thằng châu Âu nó mà đói đó quý mài chị em, là Việt Nam của mình chưa chắc gì sướng đâu. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình của thế giới ngày hôm nay. Tôi không cổ suý cho chiến tranh, nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa ngày can thiệp vào trong những cuộc chiến tranh của nhân loại ngày hôm nay, để người ta mở mắt ra và nhìn thấy rằng là mình là anh chị em với nhau thôi. Kẻ thù của chúng ta cần phải chiến tranh đó là ma quỷ chứ không phải rằng là con người. Ma quỷ chính là kẻ xúi cho con người đấu đá với nhau. Và nó khôn lắm. Nó không nói cho con người biết rằng là nó xui khiến, nhưng mà nó sẽ khiến cho người ta tin rằng là đó chính là suy nghĩ của họ. Ở trong Khải Huyền đoạn số 20 câu số 7, cho đến câu số 9. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Ở đây là cảnh của sau 1000 năm bình an. Và sau 1000 năm bình an, Đức Chúa Trời Ngài sẽ thả Satan ra, bởi vì cái hạn của nó đã định như vậy. Nhưng mà trước 1000 năm bình an đó quý bà chị em, thì ở trong đoạn số 20 câu 1 á, thì sứ đồ Giăng đã thấy rằng là có một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vượt sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn lớn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Tức là khi ma quỷ bị xiềng ở trong vực sâu 1000 năm đó, thì trên đất này bắt đầu có hòa bình. Hòa bình thật sự luôn. Các thể chế chính trị không còn ghét với nhau nữa. Bắc Hàn sẽ không còn ghét Hoa Kỳ, Nga sẽ không còn ghét Mỹ, châu Âu sẽ không còn ghét Việt Nam nữa. Tất cả mọi cái sự ghen ghét đó đều bị dẹp hết khi mà Satan bị xiềng ở dưới vực sâu. Và thế giới bắt đầu có 1000 năm bình an thật sự, và Chúa Giêsu đến cai trị trên thế giới. Nhưng mà sau 1000 năm bình an đó thì ma quỷ được thả ra, và nó làm cái gì quý mà chị em? Kinh Thánh nói rằng là nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương để mà chiến tranh. Quý vị thấy không? Chiến tranh đến từ ma quỷ, nó xúi dục. Nó xúi dục từ ông tổng thống cho đến ông phó tổng thống cho đến các tướng lĩnh quân đội. Và nó bắt đầu đã gieo cái nghi ngờ, gieo những cái suy nghĩ không tốt về những quốc gia khác. Đó gọi là những cái quan điểm chính trị khác nhau. Và thế là bắt đầu họ tìm cách để giết lẫn nhau. Quý vị thấy không? Chỉ có Kinh Thánh mới thấy được cái bản chất của chiến tranh. Nó đến từ ma quỷ. Những ai không tin rằng là có ma quỷ đó, những người đó thật sự cần phải được giải cứu. Bởi vì sao? Ma quỷ nó là chúa đời này, là mù mắt của họ, khiến cho họ không nhìn thấy vấn đề đó là nằm ở ma quỷ. Nếu mà thế giới ngày hôm nay công nhận rằng có ma quỷ và Chúa Giêsu là đấng có thể giải cứu họ ra khỏi quyền lực ma quỷ, thì thế giới này sẽ bình an. Từ ông tổng thống cho đến cái người chăn bò đều sẽ được bình an khi mà có Chúa Giêsu Christ cai trị trên đời sống của họ. Còn một người khi mà không có sự cai trị của Chúa Giêsu ở trên đời sống họ, thì người đó có sự cai trị của ma quỷ. Giống như trước năm 1975 ở tại Việt Nam của chúng ta, một người thanh niên
không có cái quyền mà đi ngoài đường tự do như ngày hôm nay, muốn đi đâu đi, muốn chơi chơi, mấy giờ về cũng được, không có đâu. 7-8 giờ tối là phải ở trong nhà rồi, chứ không có chuyện mà đi lông nhông ngoài đường chơi. Người thanh niên đó phải nhầm ngủ, nếu mà đi ngoài đường á, mà không có giấy tờ đó là bị bắt đi quân đội. Nếu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt được thì cái người đó sẽ phải đi lính ở bên Việt Nam Cộng Hòa. Nếu Bắc Việt bắt được thì người đó sẽ phục vụ cho Bắc Việt. Không có một người thanh niên nào trước năm 1975 mà nói rằng ô tôi không đứng với Việt Nam Cộng Hòa bên Mỹ, rồi tôi cũng đứng bên Bắc Việt Hà Nội. Không có người thanh niên nào nói như vậy hết đó. Tại sao? Tại vì trong thời chiến là bắt buộc quý vị phải ở một trong hai phía đó. Chúng ta đang sống ở trong cuộc chiến đúng không quý mài che? Người tin Chúa chúng ta đang sống ở trong một cuộc chiến. Đó là cuộc chiến tâm linh. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 chép rằng là chúng ta tranh chiến không phải là tranh chiến cùng với thịt và huyết, bằng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở cái miền chân trời vậy. Như vậy thì là con gái Chúa chúng ta có một kẻ thù, đó là ma quỷ đúng không? Chúng ta đang ở trong cuộc chiến với nó. Và bây giờ nếu chúng ta không ở cùng phía với Đức Chúa Trời thì chúng ta đang ở cùng phía với ai? Có người nói rằng là tôi không ở cùng phía với Đức Chúa Trời mà tôi cũng không tin có ma quỷ luôn. Cái người đó mới là cái người khốn khổ và tội nghiệp nhất đó. Bởi vì Kinh Thánh nói rõ với chúng ta rằng là chúng ta đang có một cuộc chiến tâm linh. Ma quỷ nó đang hành hại, nó đang làm cho thế giới của chúng ta càng ngày càng tệ hại đi. Nếu không có ma quỷ thì tại sao mà những cuộc chiến tranh nó xảy ra liên tiếp như vậy? Nếu không có ma quỷ thì tại sao những cái vụ án giết người, cướp của, hiếp dâm, rồi tệ nạn xã hội nó xảy ra tràn lan trên đất nước của chúng ta theo cấp số cộng? Cứ mỗi năm thì cái số lượng tội phạm nó càng ngày càng gia tăng như vậy. Nếu không có ma quỷ thì tại sao mà những cái sự đau khổ ly dị ở trong hôn nhân, rồi nhiều cái sự đau lòng khác nó xảy ra trong các gia đình của nhiều người, nó gia tăng? Có thể chúng ta không nhìn thấy được ma quỷ, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái công việc của nó để lại qua những cái dấu vân tay ở trong cuộc sống gia đình, trong đời sống cá nhân và cũng như trong đất nước của chúng ta. Xin Chúa thương xót và mở mắt lòng của nhiều người, nhất là những ai chúng ta nghe cái video clip này. Dù là quý vị không tin Chúa Jesus Christ, nhưng mà tôi cam đoan quý vị rằng là ma quỷ có thật. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng còn có thật hơn nữa. Đức Chúa Trời là đấng còn tốt lành hơn nữa. Hãy đến với Ngài qua việc tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình. Đời sống quý vị sẽ được tái sanh, được thay đổi, và những nan đề bất an trong lòng quý vị sẽ được giải quyết. Con người của chúng ta thiếu cái sự bình an trên thế giới này là bởi vì cớ chúng ta chưa được bình an với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể bình an với nhau khi mà chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu con người chúng ta không có sự thông công liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời theo chiều đứng như thế này đó quý vị, nếu chúng ta chưa có sự bình an với Đức Chúa Trời ở trong sự thờ phượng Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào có thể tận hưởng được cái sự bình an theo chiều ngang giữa con người với nhau đâu. Thế giới ngày hôm nay chiến tranh loạn lạc, rồi cái nước này nghịch với nước kia, dân này dấy lên nghịch cùng với dân khác là bởi vì cớ con người chúng ta thiếu cái sự bình an với Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót đất nước Việt Nam của chúng ta và cũng như trên toàn thế giới. Những con cái Chúa, xin Chúa bảo vệ, gìn giữ chúng ta khỏi tất cả mọi cái sự đau khổ mà ma quỷ gây ra ở trong thời điểm cuối cùng này. Và trong thời điểm mà thế giới chúng ta đang cảm thấy lo lắng, hồi hộp trước cái thông tin rằng là sẽ có chiến tranh thế giới nữa, nó sẽ chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bùng nổ, thì tôi và gia đình của tôi lại phải rời khỏi Việt Nam để đi định cư ở tại Hoa Kỳ trong tháng tới. Phải nói lời tạm biệt và chia xa với lại con cái Chúa ở tại Việt Nam. Thì tôi, cái cảm xúc thì nó rất là khó diễn tả, vui buồn lẫn lộn. Vui là bởi vì cớ mình được đi Mỹ để gia đình của mình, vợ con của mình được nâng cấp lên, được học hành tốt hơn, và chúng tôi hầu vì Chúa kết quả càng hơn, bởi vì chúng tôi muốn rằng là chúng tôi trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình. Dĩ nhiên ở đâu chúng tôi cũng hầu vì Chúa được, ở Việt Nam hay là ở châu Phi hoặc là ở Campuchia hoặc là ở bất cứ quốc gia nào chúng tôi vẫn có thể hầu vì Chúa được.
Nhưng mà để được nâng cấp chính mình thì Chúa biết được đâu là cái nơi tốt nhất cho chúng tôi. Và tại Chúa chúng tôi đi định cư trong chuyến đi này là chúng tôi đi bằng đầu gối. Tại vì đi Mỹ không phải là mà một cái chuyến đi mà mình có thể mình chỉ là trên răng dưới dép Lào là được. Nhưng mà phải mang theo ít nhất là 1 tỷ, 1 tỷ đồng Việt Nam của mình đó quý vị, để mà có thể trang trải và chi phí cho những tháng đầu khi mà chúng tôi chưa có việc làm. Chúng tôi phải chờ cái social, tức là cái an sinh xã hội, rồi thẻ xanh của chúng tôi trong 3 tháng đầu. Rồi sau khi chúng tôi có cái thẻ xanh và cũng như có cái social rồi, chúng tôi mới đi làm, có bằng lái xe thì chúng tôi mới làm và chúng tôi mới có tiền. Thì trong 3 tháng đầu đó có thể sẽ phải chi phí là 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng Việt Nam mình nghe nó lớn như vậy đó, chứ thực ra có 50.000 đô thôi quý vị ơi. Có 50.000 đô thôi, người Mỹ người ta xài 50.000 đô trong vòng 7 nốt nhạc. Mình thấy lớn như vậy đó. Nhưng mà đối với người Mỹ thì tại vì cái tiền nhà đó quý vị thì đã là hơn 1.000 đô rồi, tức là khoảng chừng tầm hơn hai mấy triệu, 24, 25 triệu. Cho nên là chúng tôi rất là cần có lời cầu thay quý vị. Quý vị càng cầu nguyện chúng tôi thì chúng tôi sẽ càng biết ơn quý vị ở trong Chúa Jesus Christ. Bởi vì nhờ lời cầu nguyện quý vị mà chúng tôi được ơn ở trong chuyến đi này. Và điều lạ lùng đó là khi chúng tôi vừa có visa cho cả gia đình của chúng tôi đi vào trong cuối tháng 9 vừa qua, thì chỉ sau khi mà chúng tôi nhận được visa đi Mỹ một vài ngày thì chính phủ Mỹ đã đóng cửa trong 45 ngày. Và chính phủ Mỹ không cấp visa cho những cái diện như chúng tôi nữa trong vòng 45 ngày. Sau 45 ngày, tức là ngày 17 tháng 11 năm 2023 sắp tới đây, thì chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại và sẽ xét duyệt cho những hồ sơ như chúng tôi đi. Nhưng mà chưa biết trước được tương lai như thế nào, tại vì chiến tranh nó đang chuẩn bị nó bùng nổ. Cho nên là giấc mơ Mỹ ở trong những ngày tới nó sẽ trở nên rất là xa vời. Có một số người ta nói như vậy, tôi không biết thật hư như thế nào. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là chúng tôi dường như là đã vượt qua được, đi qua cái cánh cửa hẹp. Trước khi cánh cửa đã đóng lại thì chúng tôi đã có thể vượt qua được. Còn nếu mà chỉ cần trễ khoảng chừng một tuần thôi là chúng tôi sẽ vĩnh viễn có thể là sẽ không đi được. Và khi mà chúng tôi thở phào như vậy thì chúng tôi lại lo thêm một cái điều khác, đó là chúng tôi không có tiền để thuê tiền nhà trong những tháng đầu. Thì mới cách đây cũng 2 ngày, tôi nhận được một tin nhắn của một con cái Chúa nói với tôi rằng: mục sư ơi, em sẵn sàng, vợ chồng em sẵn sàng hỗ trợ cho mục sư tiền nhà của tháng đầu tiên ở tại Hoa Kỳ. Có thể 24 triệu đối với Việt Nam của mình thì nó lớn, nhưng mà đối với Mỹ thì chỉ có 1.000 đô thôi. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi thấy rằng là tôi bước chân đến đâu Chúa ngại khiến cho nước rẻ đến đó. Đây là cái chuyến đi của phép lạ, chuyến đi của đức tin. Tôi biết rằng tay không, mình không thể nào mà mình có thể đi được một cách gọi là tốt nhất ở trong chuyến đi này. Nhưng mà tôi tin rằng là Chúa của tôi đã sai tôi đi thì Ngài sẽ ban phước và mở đường cho chúng tôi. Cũng có con cái Chúa ở bên Mỹ cũng nói với tôi rằng là: mục sư cứ bình an mà đi, ai biết được sau này con cái Chúa bên Mỹ sẽ cần có mục sư để mà Chúa ngày dứt dây tấm lòng của họ yêu mến Chúa nhiều hơn. Tôi amen và tôi nói rằng là dĩ nhiên Chúa có chương trình của Chúa dành cho tôi. Nhưng mà tôi là ai mà tôi lại có thể làm được những cái việc lớn như vậy. Tôi bây giờ trước mắt mình chưa biết được cuộc sống bên Mỹ như thế nào. Mọi thứ nó dường như là mù mù tăm tăm, không có biết được. Cho nên tôi không biết trước tương lai và tôi không hứa trước được với bất cứ ai một điều gì hết. Nhưng mà tôi tin rằng là chương trình của Chúa là tốt lành dành cho gia đình của chúng tôi. Mong quý con cái Chúa chúng ta hiểu và chúng ta cũng cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi không có gì để lại cho quý mài chị em hết, trừ sự sức giàu của Chúa. Chúng tôi có thể cầu nguyện chúc phước cho quý vị. Tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ân điển, ban sự sức giàu của Ngài, ban sự phù hộ của Ngài trên đời sống của quý mài chị em. Và khi mà chúng tôi đi như vậy thì chúng tôi cũng chào từ biệt. Có những người họ cười vui bởi vì họ nhìn thấy chúng tôi được phước. Họ cười trong cái sự chân thành quý vị. Và cũng có những người họ khóc ở trong sự chân thành. Họ khóc giống như là họ phải chia xa một người cha của họ. Và tôi không thể cầm lòng được. Và tôi phải cầu nguyện chúc phước đặc biệt cho những người như vậy.
Họ giống như là những đứa con mà tôi đã chăm sóc, tôi đã cưu mang cho họ trong những ngày mà tôi còn ở Việt Nam. Có người thì nói rằng, mục sư ơi, không có mục sư là bây giờ có lẽ mộ của em nó đã xanh cỏ hết trơn rồi. Có người cũng nói rằng là nhờ mục sư mà em lúc trước sống ở trong cái ruộng, trong rẫy đó, mà bây giờ em đã có thể bước ra khỏi ruộng rẫy đó và sống một sống bình an ở trong nhà cao cửa rộng. Và tôi biết rằng là cái thời điểm mà Chúa dùng tôi để phục vụ Chúa tại Việt Nam nó đã kết thúc, và bây giờ Chúa đem tôi qua một cái vùng đất khác. Tôi mong ước rằng quý vị sẽ tiếp tục đứng vững ở trong ơn của Chúa, và mình phải tự giữ lấy mình và luôn cả bầy của Chúa. Và tôi mong ước rằng quý vị sẽ là những cây cổ thụ, những cây cổ thụ để có thể đứng ở trên đôi chân của mình, có thể chăm sóc cho bản thân của mình. Dù rằng không có tôi, nhưng mà sẽ có những mục sư quản nhiệm ở trong hội thánh sẽ giúp đỡ cho quý vị. Nhà điều cuối cùng mà tôi nói quý vị đó là mình phải tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình, và hãy nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình ở trong sự thương xót của Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Ngài. Đừng sống giống như là những cây tầm gửi, những cái dây leo đó quý vị. Nó sống ở trên những cái cây lớn, rồi khi những cây lớn đó mà giả sử có bị ngã xuống là những cái dây leo đó cũng chết theo. Quý vị đừng sống như vậy, nhưng mà hãy sống bằng bản lĩnh của mình nơi lời của Chúa. Amen. Không ai nhắc nhở quý vị đi nhóm, quý vị vẫn đến đi nhóm. Không ai nhắc nhở quý vị đọc Kinh Thánh, nhưng quý vị vẫn nghe được cái sự nhắc nhở của Chúa trong tâm lòng của mình để ngồi dậy và đọc Kinh Thánh. Không ai nhắc quý vị phải cầu nguyện, nhưng mà nếu quý vị quỳ gối lên cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh mỗi ngày, quý vị vẫn là một cây cổ thụ của Chúa. Và tôi ao ước rằng là tôi sẽ gặp lại quý vị trong một ngày không xa, khi tôi trở lại đây và tôi thấy được đời sống quý vị có sự kết quả. Amen. Và hội thánh này sẽ đông nhiều hơn bởi vì quý vị là những người dẫn đưa nhiều linh hồn trở lại với Chúa. Và không phải chỉ một hội thánh tại đây, nhưng mà tôi ao ước rằng sẽ có thêm một cái phòng nhóm khác nữa được sản sinh, được kết quả qua hội thánh của chúng ta trong hiện tại. Amen. Đừng buồn. Đừng buồn quý mà cha. Nhưng mà hãy vui lên, bởi vì Chúa có chương trình tốt lành nhất dành cho đời sống của chúng ta. Tôi thấy rằng sau khi tôi đi thì Chúa dấy lên một người mục sư khác đầy ơn hơn tôi. Và Chúa Ngài sẽ sức dầu cho người đó, để người đó sẽ làm tiếp cái công việc của tôi ở trên đất này. Và có một cái điều mà tôi muốn căn dặn quý vị, đó là dẫu rằng tôi cầu nguyện, tôi sức dầu cho quý vị, tôi chúc phước cho quý vị, và sau này quý vị cầu nguyện cho ai đó được ơn, được phước, quý vị được sức dầu giống như tôi, thì quý vị cũng đừng nghĩ rằng là quý vị là mục sư trong hội thánh Ngũ Tuần Rema mà không được sự cho phép của người mục sư tổng quản nhiệm hội thánh Ngũ Tuần Rema. Quý vị hiểu ý của tôi không? Tức là khi tôi cầu nguyện sức dầu cho quý vị được ơn, được kết quả trong sự phục vụ Chúa. Nhưng quý vị cần phải thuận phục dưới cái thẩm quyền gọi là tối cao của mục sư Quỳnh Lam Bửu ở trong hội thánh của chúng ta. Bởi vì sức dầu của Chúa và chức vụ là khác nhau rồi nha. Một người có thể được sức dầu của Chúa nhưng mà người đó không có chức vụ trong hội thánh. Tôi đã từng nhìn thấy có những người như vậy đó, họ đi khắp nơi, họ phục vụ Chúa, hỏi họ là họ có phải là mục sư không? Họ nói rằng là không, tôi không phải là mục sư. Không có hội thánh nào công nhận chức vụ của họ hết. Nhưng họ vẫn được sức dầu, họ vẫn cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ rất là nhiều. Nhưng mà cũng có những người họ có chức vụ nhưng mà lại không được sức dầu. Tại sao vậy? Tại vì hội thánh công nhận chức vụ cho cái người đó. Thì họ dẫu rằng là không có được sự sức dầu lớn giống như những người khác, họ chỉ là những người quản trị công việc sổ sách giấy tờ bình thường thôi, họ vẫn là mục sư trong ban quản trị. Họ không đuổi quỷ chữa lành gì hết, họ không có ơn đặc biệt gì hết, nhưng mà họ vẫn là mục sư bởi vì hội thánh công nhận chức vụ cho họ. Cho nên quý vị, tôi phân biệt như vậy để quý vị có thể hiểu được rằng là cho dù tôi có trao cái áo choàng được sức dầu của tôi cho quý vị, thì quý vị vẫn phải đầu phục cái thẩm quyền của người lãnh đạo trong hội thánh. Bởi vì nếu mục sư đó không công nhận quý vị là mục sư, quý vị cũng đừng tự cho rằng là mình là mục sư. Bởi vì mục sư Tấn ông sức dầu cho tôi là mục sư không phải. Nha, quý vị phân biệt rõ ràng cái chỗ đó. Có những người họ được hội thánh công nhận và được sự sức dầu đặc biệt của Chúa, thì đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy khao khát sự sức dầu của Chúa.
Bởi vì khi quý vị có sự dầu Chúa thì hội thánh sẽ rất là cần có những người như quý vị. Hội thánh của Chúa rất cần có những người được sức dầu. Môi-se cũng cần được sức dầu đúng không? Môi-se nói rằng: "Ôi Chúa ơi, nếu Chúa không đi cùng với dân sự này thì con không đi đâu. Con không dám đi đâu." Tại vì ông biết rằng là nếu không có sức dầu thì cái chức vụ của ông cũng không thể nào được bảo toàn cho đến cuối cùng. Rồi Ê-li-sê cũng khao khát sức dầu. Tất cả mọi tiên tri, mọi thánh đồ, mọi sứ đồ của Chúa cũng cần có được sức dầu của Chúa. Và quý vị, nếu quý vị không phải là mục sư, quý vị chỉ là một nhân sự phục vụ bình thường trong hội thánh thôi, nếu quý vị được sức dầu đặc biệt thì cái tiếng đàn, tiếng hát của quý vị, cái sự phục vụ của quý vị nó sẽ được trơn tru và suôn sẻ. Ai nghe đến cũng đều cảm nhận được có sức dầu trong đời sống quý vị. Và cái điều cuối cùng trong cái sự sức dầu này mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là: nếu quý vị cảm biết rằng mình được Chúa sức dầu thì quý vị cần phải dâng chính mình để phục vụ Chúa và sẵn sàng để cộng tác cùng với mục sư quản nhiệm ở trong hội thánh địa phương để phục vụ Chúa. Bởi vì khi Chúa sức dầu chúng ta, không phải để chúng ta cứ làm cái công việc bình thường mà mình không có chịu trường mặt ra công khai để phục vụ Chúa như là một người được sức dầu thực thụ, mà mình chỉ mục sư ơi, tới chủ nhật đó em chỉ chia sẻ câu gốc rồi em chỉ làm chứng vậy thôi. Không, nhưng mà khi em chia sẻ, em làm chứng như vậy, em được ơn. Mục sư nhìn thấy ở trong em có cái ơn. Ai cũng nhìn thấy em có cái sự sức dầu hết, nhưng mà kêu đi học trường thánh hay là để mình được nâng cấp chính mình lên thì mình lại không muốn. Quý mà chị em ơi, cái đó gọi là hành động của sự chôn giấu ta lân. Bởi vì cái sự sức dầu cũng là một ta lân. Mình cần phải sử dụng nó để phục vụ cho hội thánh của Chúa. Và Chúa ban cho cái người mục sư quản nhiệm có một cái tầm nhìn để nhìn thấy được ai là người mà mình có thể dùng để mà công việc của Chúa được phát triển. Tôi thấy ngày hôm nay có những hội thánh họ bị mất đi một cái sức phát triển, tăng trưởng là bởi vì có những người họ có ta lân, họ có ân tứ, có tài năng, có sự sức dầu nhưng mà lại không chịu để Chúa ngài dùng mình. Đây là một cái điều rất đáng tiếc ở trong nhiều hội thánh ngày hôm nay. Có người có tài lắm, đánh đàn cũng được, hát cũng được, ca cũng được, trẻ khỏe, đẹp trai, phong độ, đánh đàn hay, hát hay nhưng mà không chịu phục vụ Chúa, chôn ta lân luôn. Những hội thánh như vậy rất là đáng buồn. Nhưng mà xin Chúa ngài cho có những người có ân tứ của Chúa được thêm vào trong hội thánh của Chúa. Và những ai chúng ta đã có ân tứ rồi, chúng ta cần phải phát huy hết những ân tứ đó của mình để hội thánh của Chúa được gia tăng, được phát triển nhiều hơn. Bởi vì khi Chúa ban cho thì Chúa ngài cũng mong đợi cái điều mà Chúa ban cho đó sẽ được làm lợi ra. Amen. Chúa cho chúng ta có cái ta lân về cái sự hướng dẫn thờ phượng Chúa thì chúng ta sẽ dùng cái ta lân đó để phục vụ cho thánh của Chúa và sẽ có một người khác được nhân lên qua đời sống của mình. Amen. Đừng chôn giấu ta lân, nhưng mà hãy tiếp tục nâng cấp chính mình và làm lợi ra cho vương quốc của Chúa. Và khi quý vị làm lợi ra cho vương quốc của Chúa, chắc chắn quý vị sẽ được phước. Tôi có được ngày hôm nay đó là bởi vì tôi biết được mình có cái gì. Và tôi làm lợi ra cho vương quốc của Chúa qua những ân tứ, những ta lân, những tài năng mà Chúa ban cho tôi. Tôi không bao giờ tôi so bì với người mục sư khác, bởi vì tôi không có cái ta lân giống như mục sư đó. Nhưng mà tôi làm lợi ra từ đôi bàn tay của mình, từ những gì tôi có ở trong tay. Cho nên quý vị ơi, quý vị biết được mình có cái gì, quý vị cần phải làm lợi ra cho Chúa cái đó. Chúa hỏi Môi-se rằng: "Ngươi có cái gì ở trong tay?" "Dạ con có cây gậy thôi Chúa." Thế là Chúa ngài sử dụng Môi-se từ cái cây gậy đó. Quý vị có cái gì ở trong tay? Hãy làm lợi ra cho vương quốc của Chúa. Amen. Yeah. Ai trung tín ở trong việc nhỏ thì sẽ được cho coi sóc nhiều hơn. Amen. Nhỏ lắm, có thể chia sẻ câu gốc 5 phút, 10 phút, nhỏ lắm. Nhưng mà nếu quý vị trung tín, chắc chắn Chúa sẽ nâng cấp quý vị lên. Và khi Chúa nâng cấp quý vị lên, quý vị phải dạ với Chúa, amen với Chúa. Chứ đừng nói: "Ôi Chúa ơi, con không thích cái chỗ đó đâu, Chúa ơi, Chúa sai người khác." Không được á. Ở trong Kinh Thánh có những người họ trốn, như Sau-lơ đó quý vị. Vua Sau-lơ trước khi mà ông phạm tội đó, là ông là một người rất là tuyệt vời, ông khiêm nhường lắm. Khi mà cái bộ sức dầu đó đang diễn ra như vậy và người ta đang trông đợi một vị vua mới của dân tộc, Chúa kêu Sau-lơ đến. Cái Sau-lơ trốn,
ông trốn ở trong cái đống đồ đó. Và thế là người ta lôi ông ra từ trong cái đống đồ đó và xức dầu cho ông. Quý vị thấy không? Lúc khởi đầu của Saul là một người rất là khiêm nhường. Nhưng mà cho dù ông trốn cho nữa thì ông cũng trốn không khỏi Chúa. Amen. Khi quý vị được ơn của Chúa, được Chúa xức dầu cho, quý vị không trốn ở đâu nha, không trốn được. Mà có trốn thì coi chừng giống như Jonah. Cuộc sống sẽ không bao giờ yên đâu nếu mà chúng ta trốn khỏi sự kêu gọi của Chúa. Quý vị sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Nào, chúng ta cùng nhau đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, dấu chúng con giờ hôm nay chúng con cầu nguyện cho Jerusalem, cho dân Israel là dân của Chúa, cho Jerusalem là thành thánh yêu dấu của Ngài. Lạy Chúa, lời của Chúa đã nói rằng là ai cầu hòa bình cho Jerusalem thì người đó sẽ được thới thành, người đó sẽ được phước, người đó sẽ được sự ban ơn của Ngài đặc biệt lắm Chúa ơi. Vì Chúa cũng đã nói rằng là ta sẽ chúc phước cho người nào, ta sẽ ban phước cho người nào, chúc phước người và rủa sả cái nào rủa sả người. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin danh của Chúa được đặt để trên thành phố Jerusalem ngay bây giờ Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, con phải gãy tất cả những sự thù địch lại với dân của Chúa, tất cả những kẻ chống nghịch lại với dân của Chúa, chúng nó phải thối lui và vấp ngã trước mặt dân của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài can thiệp vào trong cuộc chiến ở tại Jerusalem và thành phố yêu dấu của Chúa giờ phút này, cùng với dân Hồi giáo. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài chặn đứng tất cả mọi cái sự thù địch và cũng như sự xung đột đang bị ma quỷ nó lợi dụng để mà nó đẩy dân của Chúa vào trong cái chỗ hủy diệt. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài thương xót và ban bình an trên thành phố Jerusalem này, bởi vì Jerusalem cũng là ý nghĩa là thành phố của sự bình an. Lạy Chúa, xin ban sự bình an thật sự của Ngài ở trên thành phố Jerusalem này Chúa ơi, để cả thế giới của chúng con cũng sẽ được bình an và được tận hưởng cái sự phước hạnh từ dân của Chúa nữa. Còn cảm ơn Chúa. Nguyên Chúa Ngài ban phước cho thánh của Chúa tại đây, cũng là một Jerusalem thuộc linh nhỏ của Chúa tại đây Chúa ơi. Con tin rằng từ trong điểm nhóm nhỏ này, Chúa Ngài sẽ dấy lên những con người đặc biệt và phi thường cho Đức Chúa Trời của chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài khiến cho những mầm non trong hội thánh này, tức là những em thiếu niên rồi những em thanh niên, lạy Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng được lớn lên khôn ngoan mạnh mẽ và được đầy dẫy sức dầu của Chúa, để có thể sau này phục vụ Chúa cùng với mục sư quản nhiệm tại đây ở trong ơn của Ngài Chúa ơi. Con cầu xin Chúa Ngài dấy lên có những nhân sự được ơn, được sức dầu của Ngài đặc biệt để có thể phục vụ Chúa ở trong lĩnh vực truyền giáo, làm chứng và chăm sóc dạy đạo lời của Chúa cho những người mới tin Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa dấy lên có những mục sư, có những tiên tri ở trong hội thánh này, có những người có ân tứ đặc biệt của Thánh Linh của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài dấy lên những con người đó để hội thánh của Chúa được phước, được tăng trưởng càng hơn. Lạy Chúa, con biết rằng là Chúa Giêsu Ngài chính là đầu của hội thánh và Chúa con là thân thể của Ngài. Mục sư không phải là đầu của hội thánh Chúa ơi, nhưng mà mục sư chỉ là một người trăng bày, một người tôi tớ của Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin đừng để cho bất cứ một con chiên nào ở trong hội thánh này sống bám vào trong đức tin của mục sư, nhưng xin Chúa Ngài cho tất cả những con chiên của Chúa có một sự đứng vững trên đôi chân đức tin của mình. Và người mục sư sẽ là người sẽ chăm sóc cho con chiên của Chúa cho đến khi mà con chiên của Chúa được cứng cáp, được trưởng thành, được lớn lên và có thể tự đứng ở trên đôi chân của chính họ. Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa ban bình an cho hội thánh này. Ngài khiến cho hội thánh này được sớm có giấy phép sinh hoạt tốt lành ở trong những ngày tới. Và xin Cha, Ngài cũng cho thêm nhiều con cái Chúa được phước và được tăng trưởng đến đây để mà hỗ trợ cho thánh của Chúa. Chúa ơi, hội thánh của Chúa rất cần có những nhân sự, rất cần có những người có tài năng, có ta lân để phục vụ cho vương quốc của Chúa. Xin cất đi tất cả mọi cái điều gì nghi ngờ hoặc là sợ hãi hoặc là hoang mang lo lắng sau khi con rời khỏi đây, ra khỏi tấm lòng nhân sự của Chúa. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, con phó họ trong đạo ân điển của Chúa. Chúa ơi, và chính Ngài là đấng sẽ chăm sóc cho thánh của Ngài theo cách đặc biệt nhất, và thánh của Chúa sẽ được phước, được tăng trưởng. Và con tin rằng là khi con rời khỏi hội thánh này thì hội thánh này sẽ có thêm được nhiều người dấy lên ở trong ơn của Ngài, và hội thánh của Chúa sẽ là hội thánh sống, hội thánh mạnh mẽ, đầy phép lạ và dấu kỳ của Chúa nữa Chúa ơi. Còn cảm ơn Ngài, bởi vì khi con đi thì cơ hội sẽ được trao cho những người khác và họ sẽ được lớn lên, được tăng trưởng giống như cách mà con trước đây mười mấy năm về trước cũng đã được tăng trưởng. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Alleluia. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.